Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bài phân tích tình hình sôi động Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Nam Anh và tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn thực hiện. Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể thành chiến trường không? Bài phân tích do bình luận gia Đại Dương biên soạn. Bắc Kinh gia tăng nỗ lực quân sự, kinh tế, ngoại giao nhằm biến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thành mũi tiến công và cơ sở hậu cần trong mưu đồ thống trị toàn cầu mà không còn che đậy. Vì thế, phản ứng của cộng đồng quốc tế ngày càng gay gắt và quyết liệt để duy trì chủ quyền và quyền chủ quyền và quyền tài phán của mỗi quốc gia được quy định rõ ràng trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, UCLO. Bắc Kinh là một thành viên tích cực trong thời gian soạn thảo Công ước và đã phê chuẩn vào năm 1996. Hoa Kỳ không ký mà thi hành vì các điều khoản UCLO tương hợp với những tập quán quốc tế. Trung Quốc có chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa hay không? Trong bài What Really Drives the South China Sea Conflict đăng trên The Asia Times ngày 1 tháng 11 năm 2020, học giả Mark J. Valencia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia về biển Nam Trung Hoa ở Hải Cứ, Haiku của đảo Hải Nam đã biện minh cho chủ quyền của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa, SCS, và trút trách nhiệm cho Hoa Kỳ cố tình gây xung đột. Thứ nhất, người Mỹ hy vọng rằng các giá trị và hệ thống của Trung Quốc sẽ trở nên giống như của mình, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Người Mỹ muốn thống trị Đông Nam Á, đặc biệt trên SCS. Thứ hai, động cơ của Trung Quốc chủ yếu tự vệ, quyền khôi phục hợp pháp phạm vi ảnh hưởng của mình. Hoa Kỳ muốn duy trì quyền bá chủ của mình và trật tự quốc tế. Lập luận của Valencia hoàn toàn ngụy biện. Thứ nhất, khái niệm chủ quyền lịch sử của Trung Quốc đã bị Tòa án Trọng tài Thường trực về Luật Biển PCA bác bỏ trong phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 do vụ Phi Lục Tân kiện Trung Quốc. Đô đốc Trịnh Hòa từng chỉ huy một hạm đội với 317 chiến thuyền và 28.000 quân đi giao thương với các quốc gia châu Á, Trung Đông và châu Phi suốt 30 năm kể từ năm 1405 sau Công Nguyên mà không áp dụng kiểu ngoại giao pháo hạm thịnh hành thời đó. Vai trò của Trịnh Hòa chỉ chú trọng tới giao thương. Thứ hai, các đế quốc châu Âu từng cai trị các quốc gia Đông Nam Á hàng thế kỷ mà không thể viện dẫn chủ quyền lịch sử sau khi UCLO ra đời. Chủ quyền lịch sử do Bắc Kinh đưa ra không phù hợp với UCLO. Sau đó, một số cường quốc hàng hải và hầu hết các quốc gia duyên hải Đông Nam Á đòi Bắc Kinh tuân thủ UCLO và tôn trọng phán quyết của PCA. Thứ ba, chiến hạm Mỹ và đồng minh thực hiện các chuyến hành hải tự do Phonops trong vùng 12 hải lý, các thực thể trên SCS hoàn toàn phù hợp với UCLO. Thứ tư, học giả Valencia từng chỉ trích Trung Quốc chèn ép Việt Nam khi phân định Vịnh Bắc Bộ bỗng dưng quay ngoắt 180 độ khi được Bắc Kinh tuyển dụng. Bộ tứ QUAD chính thức hoạt động. Ý tưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được cựu Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu khi công du Ấn Độ năm 2015 liên quan đến hợp tác kinh tế và kỹ thuật hạt nhân, nguyên tử lực phục vụ hòa bình. Nhưng với mối đe dọa toàn diện từ Bắc Kinh ngày càng lộ liễu, đã buộc Abe tìm tới Hoa Kỳ vì chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở được Tổng thống Donald Trump đề ra khi Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ trở thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Từ tháng 4 năm 2019, do Đô đốc Philip S. Davidson chỉ huy, Bộ Tứ gồm có Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi đã mở cuộc tập trận chung Hải quân Malabar 2020 ở Vịnh Bengal từ
3 cho tới 21 tháng 11 trên biển Ả Rập, như lời răn đe mọi hoạt động phi pháp của Bắc Kinh trên vùng biển quốc tế, đồng thời sẵn sàng các biện pháp bao vây Trung Quốc nếu xảy ra chiến tranh. Từ nhiều năm trước, Hải quân Hoàng gia Anh đã phái chiến hạm thực hiện các chuyến hành hải tự do riêng rẽ trên biển Nam Trung Hoa. Trong bài Can the UK Achieve Its Naval Ambition in the Indo-Pacific đăng trên The Diplomat ngày 6 tháng 11 năm 2020, học giả Ai Anh Story thuộc Viện ISCAS của Singapore đề cập tới tham vọng của Hải quân Hoàng gia Anh trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hải đội xung kích hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth đầu tiên của Anh quốc bao gồm 10 chiến hạm, các loại khu trục, hộ tống, tiếp tế, hỗ trợ và tìm thủy định được trang bị phi cơ tàng hình F-35B và F-35BS dành cho thủy quân lục chiến, sẽ hoạt động tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương kể từ cuối năm 2021. Hải đội này sẽ đến SCS nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên minh 5 quốc gia Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Anh Quốc và sẽ hồi hương sau 6 tháng. Tư lệnh Hải đội xung kích Phó Đô đốc Jerry Kidd cho biết sẽ hoàn thành một số sứ mệnh bao gồm thông điệp chiến lược, dự phóng sức mạnh ngoại giao hải quân và xúc tiến thương mại. Hải đội này cũng sẽ tập trận chung với các chiến hạm của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi và sẽ đồn trú tại căn cứ hải quân Yokosuka của đệ thất hạm đội Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Năm 2023, Anh quốc sẽ có hải đội xung kích hàng không mẫu hạm thứ hai. Từ 2018 đến 2020, Hải quân Hoàng gia Anh quốc đã phái 5 chiến hạm thực hiện tự do hàng hải trên SCS, kể cả chuyến hải hành vào nhóm đảo Hoàng Sa, Paracel Island, Tây Sa. Chiến lược của Anh quốc là kéo dài thời gian hoạt động của chiến hạm tại Ấn Độ-Thái Bình Dương nhưng không thường trực. Pháp đã ban hành chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2019 khi điều động hải đội xung kích hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle gồm có 2 khu trục hạm, 1 hộ tống hạm, 1 tiếp tế hạm, 1 tìm thủy đỉnh, tập trận chung với hải quân Ấn Độ nhằm bảo vệ lộ trình hàng hải quốc tế. Khi thăm viếng Úc Đại Lợi hôm 2 tháng 11-2020, Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer của Đức tuyên bố sẽ phái một hộ tống hạm duy nhất đến tuần tra khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm tới. Đức là đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc, nhưng gần đây đã công khai gọi Bắc Kinh là thách đố hệ thống nên cần trật tự quốc tế dựa trên luật lệ là hoàn toàn cần thiết và tiếp cận đa phương. Khả năng của hộ tống hạm không nhiều trong hải chiến. Liên minh lỏng lẻo Nga-Trung. Trung Quốc đang đẩy mạnh sản xuất khí tài, chiến tranh nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, hiệu quả cụ thể vẫn đang nghi ngờ. Bắc Kinh muốn chế tạo hàng không mẫu hạm hạt nhân mà bị bế tắc về sức đẩy hạt nhân cần thiết nên có xu hướng tìm tới nền kỹ thuật quân sự của Nga. Mỹ phát triển năng lượng hạt nhân cho tìm thủy đỉnh, tiến tới chiến hạm rồi hàng không mẫu hạm. Liên Xô, Nga không có nhu cầu tạo sức mạnh khắp các đại dương nên tập trung phát triển năng lượng hạt nhân cho các tàu phá băng. Vì thế, Bắc Kinh đang muốn thu thập kinh nghiệm khi Nga đã yêu cầu Trung Quốc đấu thầu đóng một lớp tàu phá băng hạt nhân mới. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm khi tàu hàng không mẫu hạm hạt nhân của Trung Quốc đi vào hoạt động năm 2030 như nhận xét của Robert Farley, giáo sư thỉnh giảng tại trường cao đẳng chiến tranh quân đội Hoa Kỳ. Lịch sử hải chiến thế giới. Hải chiến đóng vai trò không nhỏ trong các thế chiến liên quan tới hệ thống tiếp vận và chuyên chở binh sĩ trong chiến tranh, chiến lược, chiến thuật, trang bị, tinh thần lính biển, kinh nghiệm tác chiến đóng vai trò quan trọng góp phần chiến thắng.
hải quân Nhật Bản đã toàn thắng trong hai trận ở cửa sông Áp Lục và trên biển Hoàng Hải năm 1884, dù vũ khí kém và chiến hạm nhỏ hơn so với hai hạm đội Bắc Dương và Nam Dương của Thanh Triều. Bị tấn công bất ngờ tại Trân Châu Cảng năm 1941 trong đệ nhị thế chiến, bị thiệt hại nặng nề, nhưng hải quân Hoa Kỳ đã vừa chiến đấu vừa tăng cường tiềm năng để đảo ngược tình thế trên Thái Bình Dương. Làm chủ biển cả đã mang lại chiến thắng cho Hoa Kỳ và đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Dù ai muốn ca tụng Trung Quốc như thế nào, nhưng Hoa Kỳ và đồng minh làm chủ biển cả có thể bóp nghẹt Trung Quốc bất cứ khi nào cần thiết. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Trình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.